Đậu gạo thường được trồng nhiều trên các nương ngô, trên đất đồi núi thổ canh, trồng xen canh gối vụ với ngô nương. Có khi cũng được trồng cho leo lên hàng rào quanh nhà. Từ vùng đồng bằng tới vùng cao 1.500m, đậu gạo là cây thức ăn giàu protein cho người, cho gia súc, đồng thời là một cây phân xanh phủ đất, tốt đối với các đồi núi, cây, lá non và quả non cũng được dùng làm rau ăn. Hạt đậu gạo có giá trị dinh dưỡng cao, dùng làm nhân bánh, nấu chè, thổi xôi, hầm thịt, nấu canh. Lá đậu gạo cùng với bột gạo dùng làm thuốc đắp vào bụng để trị đau dạ dày.